Lên Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân thương. Thưa quý vị, sau khi chương trình tìm những đứa con lai được kênh Lên Thiện thông tin rộng rãi khắp nơi trên thế giới và đã được hội ngôi nhà lai của các anh chị Tuấn, Minh, Đạt, chị Kiều và chị Thủy đã hỗ trợ hết sức mình, và Lên Thiện rất là hạnh phúc khi được các anh chị đã kết nối để mà tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh con lai. Và cái câu chuyện của vợ chồng anh cu đứa con lai Mỹ tìm được cha, nó đã đánh dấu một cái sự thành công của kênh YouTube Lên Thiện, được sự hỗ trợ tận tình của hội con lai ngôi nhà lai ở Mỹ. Và bây giờ thì thời gian qua Lên Thiện đã nhận rất là nhiều những cái yêu cầu cần cái sự chia sẻ thông tin để tìm người thân, từng là những người lính Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Trước mặt của Lan Thiện là một trong những người phụ nữ lai Mỹ, chị lai Mỹ đen, như những gì mà các thành viên, các anh chị trong ngôi nhà lai chia sẻ rằng không phân biệt là lai gì, các anh chị vẫn hỗ trợ tích cực. Và chị Vân của chúng ta đang có mặt trước đây cũng là một đứa con lai, chị đang tha thiết kết nối với chương trình để chị có được cái cơ may tìm được lại người cha của mình. Em chào chị. Dạ thưa, em cảm ơn chị đã tin tưởng cái chương trình của kênh Lan Thiện, và hôm nay em đến đây từ Sài Gòn em lên Bình Dương để em làm câu nói. Chị có thể giới thiệu sơ lược về mình để em bắt đầu vào câu chuyện ạ. Chị là tên Trần Thị Cẩm Vân, sinh năm 1969. Thì hồi nhỏ là bà mẹ chị, mẹ ruột á, là kiểu như là gái bán ba. Dạ. Đó, rồi xong rồi mới sanh ra chị. Sanh ra chị xong rồi là má chị không mắc đi lo làm ăn, mới gửi cho má nuôi, gửi cho bà ngoại, đem gửi cho bà ngoại nuôi. Cái bà ngoại nuôi được, hồi lúc đó là chị bệnh băng khỉ. Nghe bà ngoại kể lại là tận tình với bà con ở xóm đây là ai cũng nói là hồi nhỏ chị bệnh băng khỉ ghê lắm, một chết một sống, là một lần là chết rồi, bệnh điếc không có thể nào chữa được. Ba má ngoại đồ chở đi bệnh viện này kia, hồi đó đâu có bệnh viện, chở đi thầy xong xuôi hết rồi về nhà xong rồi cái là chết rồi là đóng cái quách rồi. Về nhà đã chết rồi, ông ngoại á, ổng mới lấy, hồi xưa là nhà cây, ổng mới xé dắt đóng cái quách để chờ chị tắt thở là bỏ vô. Nhưng mà kiệt con cái là nằm 7 ngày không chết, mà cái ngực còn ấm mà tay chân đã lạnh. Kết cuộc là bà ngoại mà ông mà hồi xưa là có chiếc xe Ram Rô, ổng mới chở đi xuống dưới cầu Đồng Tròn. Ông thầy đó ông nói thẳng chết là chết, sống là sống. Rồi xuống dưới xong rồi ông 25 Tết là ông thầy ổng đi chùa, ổng có nhà. Rồi bà vợ mới lên trên trang gõ 3 tiếng thì ổng quay về, ổng vô ổng dòm lắm, mới chỉ không có chết, đem về như là không có chết. Ổng cho một thang thuốc về uống với lại 25 Tết là chỉ có hột gà với lại bột nếp, về trộn vô đằng lăn cho chị lăn từ trên xuống dưới. Thì lăn vậy là có 3 tiếng đồng hồ là chị đợi uống nước là ở nhà mừng. Uống nước xong xuôi hết cái bắt đầu 4 tiếng sau là chị biết ăn, chị đợi ăn. Thì ở nhà cho ăn uống bắt đầu chị tỉnh vậy. Tỉnh dậy xong rồi cái má bà già chị bà ngoại mới nói là thôi bây giờ tao nuôi con mày nó lớn rồi, mày gửi tao nay 3-4 năm 2-3 năm rồi, thì thôi bây giờ con lớn rồi, thôi giờ mẹ đâu con đó. Mẹ chị mới nói là hả, bây giờ có một lần đưa về quê xong rồi mà ở dưới nhà không có chịu, nói là nếu mà đẻ con Việt Nam thì ở nhà nuôi, còn đẻ con lai thì là ở nhà không có chịu nhận nuôi, bỏ. Còn giờ mà kêu hồi đó má ruột chị là kêu bà ngoại bằng má, nếu mà má mà không nuôi nó còn đem ra bị được con kia, con cho xe nhà bên cám. Bà già ruột nói vậy đó. Thì bà ngoại lời bà ngoại kể, mà nhưng mà 10 bà kể đủ. Hồi xưa đây còn mấy bà giờ chết hết rồi, 10 bà kể hoàn cảnh chị giống vậy. Rồi cái bà ngoại chị mới nói mày làm mẹ mà mày ác quá, vậy sao hồi đó mày không lấy Mỹ trắng mày đẻ, mà mày lấy Mỹ đen mày đẻ chi, giờ mày nói cái câu nghe ác vậy, thôi mày không nuôi thì mày để cho tao nuôi. Đó, rồi má chị mới làm giấy tờ đồ, làm hồi viết bằng giấy tay là cái giấy là cho luôn. Đó là má chị đi từ đó đến sau thì không có về. Má đi luôn không có về, không có hâm nôm gì nữa, là chị ở dưới bà ngoại.
với bà ngoại xong, cái má, cái má nuôi là bà lấy chồng mà má chị đẻ ra, bà con bà ngoại đẻ ra mà nuôi không được, cái xong cái bà ngoại chị mới nói đem chị về qua bên má, đem bên mà bà già nuôi giờ á, là chị má chị mới đẻ ra được hai thằng con trai. Dạ vâng. Bây giờ cũng mất luôn rồi, mất thằng thì mất hồi năm trước, còn thằng thì mới mất thằng em thứ ba thì thằng út thì mất 2019, rồi thằng thứ ba thì mới mất hôm tháng 6. Dạ. Vâng, thưa chị Vân, cái câu chuyện chị vừa chia sẻ phải nói rằng nghe rất là đau lòng. Có nghĩa là khi mà chị được khoảng 2-3 tuổi hả? Là mẹ ruột của chị, lúc đó là chị đã được thầy cứu sống rồi. Thà tưởng đâu là chị không qua khỏi với cái bệnh ban khỉ, đúng không ạ? Thì sau đó là mẹ mới ẩm chị về quê. Quê ở đâu vậy thưa chị? Hồi xưa chị biết rồi đó, tính Lê Thân Thiện. Về cái quê đâu mà nước không à? Nước lúc đó mà 3 tuổi thì má còn đi lên đi xuống, khoảng 5 tuổi 6 tuổi hình như là 6 tuổi má mới trở về quê. Về quê mũi lắm, cái quê gì mà mũi không à? Cà Mau hả? Không biết ở đâu, mình đâu có biết. Thì người ta thường nói là đất mũi Cà Mau mà. Mũi không mà ở nhà sàn, hồi đó ở trên rồi. Dạ, ăn vâng. Uống giữ nước có một chỗ thôi, chị không chịu ở, chị rồi về. Cái má chậm về, má chậm về, còn hồi xưa mà có cái hũ kẹo mà của con nít á. Chị đang nói về mẹ ruột á hả? À, mẹ dạ, ruột vâng. Á. Là cho chị cái hũ mua cho mà về quê xong má lên trên bến xe má có mua cho chị một hũ kẹo là về má bỏ luôn. Má bỏ luôn tới bây giờ. Còn hồi lúc nhỏ nữa chị khổ ha, là hồi lúc má chị khổ lắm, cái hoàn cảnh chị khổ hơn bao nhiêu con lai người khác. Là lúc đó má chị còn làm ở trên ngã ba, hồi xưa là tôi bằng sông Bé. Là ở trên ngã ba xuống Lầu Ồ, bây giờ hiện giờ cũng ngã ba xuống Lầu Ồ á. Má chị cũng đưa cho cái bà đó nuôi trước, là bà ngoại chị mới nuôi sau. Là lúc đó ha, nuôi xong rồi á ha. Thì hết bệnh xong rồi mới giao về, giao tới giao lui lần cuối cùng là mới bà ngoại chị mới nuôi, là lần thứ ba là ngoại mới nuôi vĩnh viễn tới bây giờ rồi hả. Chị biết ở trển nó bảo quýnh chị á ha, cái bà mà nuôi á, má chị đưa tiền á thì bà cho ăn, còn má chị không đưa tiền á là bà cho chị ăn cơm chứ gì chứ, ăn cơm với muối, bỏ một chén cơm vậy là bỏ muối trắng lên mà cũng phải ráng nuốt xong, chị chịu đâu có nổi đâu, má đâu có về đâu, má đi bỏ đi 4-5 ngày mới về. Về xong rồi chị mới từ ở cái khúc mà hồi nãy mẹ em nói ngã ba xuống Lộ, từ trên đó mà chị đi bộ về tới đây nè. Chị ôm cái áo như cái áo lạnh hồi xưa là chị kỷ niệm lắm, cái áo màu xanh thứ đó luôn mà sau này bị mất hết, lạc hết trơn. Nó chị khổ lắm cuộc đời của chị, rồi xong rồi gặp bà ngoại chị, rồi gặp má chị đó, má chị đỡ đầu về rồi xong rồi mà thương lắm chứ không có ghét như có nghĩa là ngoại này là ngoại ruột luôn đó hả chị? Nuôi luôn, toàn là mẫu nuôi không. Nuôi con, em hiểu nè. Bây giờ về đi, mẹ ruột cái chị có biết tên mẹ ruột không? Mẹ là Đỗ Thị Mỹ Linh. Đỗ Thị Mỹ Linh. Không biết. Cô Linh đó là sinh năm mấy chị có biết không? Sinh 1940 mấy hay năm mấy gì, 99 đó, cái 9 mà không biết. 49 hay 59 gì vậy hả? 59 thì quá nhỏ. Dạ 49 á. Dạ, mẹ vâng. Chị là tại vì chị dòm hồi xưa chị không biết chữ thiệt, nhưng chị có đi học là chị dòm là cái giấy má chị cho là má chị là Đỗ Thị Mỹ Linh. Dạ. Thành viên sinh năm 1949. Dạ vâng, Đỗ Thị Mỹ Linh 49. Nhưng mà má chị nhỏ hơn má chị ở đây, má chị là năm má chị là tuổi Sửu, còn bà đó là nhỏ hơn má chị. Mẹ ruột của chị đó là đã từng ẵm chị về quê một lần là lúc đó là chị không có biết là cái gì cả, nó là một cái tỉnh miền Tây đi. Rồi mới gặp bà ngoại này hả? Gặp này bà ngoại thì trước. Dạ. Rồi rồi mà má chị mới gửi là mỗi tháng mỗi đưa tiền. Rồi về sau 3 tháng sau là không có đưa tiền. Thì bà ngoại bà cũng vẫn thương chị. Nhưng mà bà muốn làm mẹ đâu con đó. Nhưng mà má chị không có chịu, má chị nói con lai, má chị không có ẩm về quê. Dân, vậy là nãy giờ em nghe thì em tưởng đâu là đã từng ẩm về quê là gặp ngoại ruột của chị, có nghĩa là mẹ ruột của là má Linh chị, nhưng mà không phải phải không? Hoàn toàn là nguồn gốc của chị là. Còn về dưới thì cũng bà ngoại, nhưng bà ngoại bà đen lắm. Bà ngoại bà đen mà bà mập. Ông nhưng mà ngoại đó là ngoại ruột hay là ngoại ruột đó? Chị trong ký ức chị nhớ chứng, vậy thôi hả? Chứng bà ngoại bự con lắm. Bà ngoại dễ thương lắm mà mấy cậu không có chịu. Chị không biết mấy cậu tên gì, nhưng mà chị biết có biết bằng kêu bằng mấy cậu thôi, cậu hai, cậu ba, cậu út thôi. Cái vợ mà chị nói là mũi nhiều quá hả? Mũi nhiều quá, dạ, vâng. Về dưới có ba cậu thôi. Mà ở đó được bao lâu? 10 ngày. Thường đó là thời điểm đó chị bao nhiêu tuổi chị nhớ? 6 tuổi đó. 6 tuổi nhưng mà lúc trong kia chị vẫn nhớ lúc hả? Sao chị 6 tuổi đó? Dạ là bà ngoại ruột là bà ngoại ruột mập lắm. Thương. Nhưng mà mấy cậu thì không mấy chấp nhận gì? Đứa con lai. Mấy cậu nói là đem về đây là nói với má thôi chứ không có nói ngại chị. Dạ. Mà chị nằm mà. Chị chưa cho chị nằm trên cái võng. Bà ngoại kêu con ngủ đi. Đó, bà ngoại kêu ngủ mà chị ngủ. Mà cái bàn lỡ mấy cậu á, bàn lỡ mấy cậu chưa có cậu nào, lúc đó mấy cậu chưa có cậu nào có vợ hết trơn á. Cái mới bàn lỡ là mới nói giờ coi đem về chỉnh cho đi. Chứ đem về đây á là kiểu như là
người ta sẩm xì, người ta nói chị á thì đi lấy Mỹ đẻ con lai. Đó, rồi cái má chị mới nghe lời là mới về đây mới cho đứt bà ngoại luôn. Dạ em hiểu rồi, là nói bà ngoại hiểu, luôn bây giờ là cho đứt luôn, là không có liên quan gì nữa. Dạ. Bà ngoại chị mới nói là thôi giờ mẹ đâu con đó, mẹ chị mà ngoại mẹ chị nói là nếu mà giờ má không lấy á con đem ra đường con cho xe bên đụng nó. Cái cậu ba chị nè, cậu ghẹ cậu nuôi nè, mới chửi con bà ngoại mới chửi má chị, mới nói là hả mày ác, bà ác quá. Vậy hỏi bà đừng có lấy Mỹ, bà lấy Mỹ làm chi? Bà lấy Mỹ làm chi mà giờ bà đẻ ra bà bỏ nó như vậy tội nghiệp nó. Dạ. Thì bà không nuôi thì bà làm giấy tờ bà cho má tôi đi, má tôi bà nuôi cho. Dạ. Thì má ruột chị mới làm giấy tờ. Má chị còn ngồi chị thấy má chị còn viết chữ mà. Má dạ. Chị ký tên là Đỗ Thị Mỹ Linh mà 49, má chị 49, má chị sanh năm 1949. Lúc đó là nghe mẹ mình là không nuôi mình nữa. À, chị chứng kiến luôn lúc đó cái cảm giác chị lúc đó như thế nào? Chị vô tư mà. Vô tư. Chị nói là má nói câu vậy nè. Má nói con ở đây đi. Rồi khi nào mà má có tiền, má có cũng như má có nhà có cửa thì má về má rước con. Dạ. Con có nói má rước không rước thì con ở với ngoại, má đừng lo. Đó là lúc đó là má nói câu. Dạ. Đó là má đi tới bây giờ đi biệt luôn, đi biền biệt luôn không. Dạ. Tin tức chị còn nhớ lại cái hình dạng của người mẹ má chị không? Cái mặt xương mà cao lắm, má chị là tướng của chị giống má chị là. Dạ. Cao ráo đó. Dạ. Còn ba chị đen lắm. Là Mỹ đen mà. Ba chị đen. Chị có nhớ lại với bà ngoại hoặc là mẹ nuôi kể là mẹ chị, mẹ ruột chị là mẹ Linh á, từng kể rằng là ba là không có kể gì liên quan đến ba. Hồi đó là có nói là mẹ chị. Nếu mà bà cố thì bà hiếm chị mà còn á, bà hiếm chị biết ba. Dạ. Giờ bà chết rồi. Nhưng mà bà hiếm có khi nào kể cho chị nghe không? Hồi xưa không dám kể, sợ chị bỏ nhà, kiểu như là buồn á, rồi bỏ nhà đi lang thang. Dạ. Nhưng mà trong tâm của chị là chị nói là má này má ruột, bà ngoại này bà ngoại ruột, ở đây là ruột rà của chị. Dạ, vâng. Chị không thể nào bỏ. Nhưng mà chị hồi giờ chị coi là cũng như chị coi chỉ có 3 tháng nay thôi, là chị thấy là người ta tìm mẹ, tìm cha, tìm anh, tìm em nó ra. Rồi cái chị có một lần chị có điện cho em nhưng dạ. Mà em có bắt máy cái điện dạ. Số điện thoại kia các em bắt máy tới giờ. Có mấy ngày mấy 10 ngày nay chị coi cái kinh của em đó rồi chị mới Dạ vâng chị. Dạ thưa chị Vân thì thời điểm đó chị có biết rằng sẽ dĩ những cái câu hỏi của em để nếu mà lan tỏa được qua đến cộng đồng bên nước ngoài bên Mỹ đó, ba chị sẽ nhớ lại là có nói là mẹ chị thời điểm đó là làm ở quán bar ở đâu, Bình Dương hay Sài Gòn hay đâu chị? Mẹ chị hồi xưa làm ở tại ngã ba Xíu Lộ Hồ. Cái ngã ba Xíu Lộ đặc điểm tấn hiện bây giờ là cũng còn. Là má chị là hồi đó là có quen với lại bà đó tên bà Lắc, là chứa má chị, bà đó tên là bà Lắc. Đó. Má chị đi chơi chung với có thêm một bà Phương. Bà Phương thì đẻ ra thằng Mỹ Trắng. Bà ngoại chị cũng nuôi, mà bà đó về rước đi, còn má chị là bỏ lại chị. Đó. Bà Phương thì bà Phương cũng mập lắm, bà Phương bà trắng mà bà đẹp đó, bà cũng người miền Tây luôn, hai. Dạ. Người là miền Tây dưới lên đây luôn. Nhưng mà thời điểm đó là làm quán bar ngay Số Lồ này. Ngay chỗ ngã ba Số Lồ. Bây giờ là cái quán bar đó bây giờ là cái gì chị? Hồi xưa là Mỹ đóng thôi, còn má chị á không phải cái quán, má chị đi làm tùm lum hết. Dạ, dạ. Rồi mà hồi xưa là có một ở trên cái đồn, ta kêu bằng cái đồn, rồi xong mà ba chị mới đóng ở đó. Dạ. Ba chị đóng ở đó. Rồi nghe nói lỡ ha là bà hiếm mà giờ bà chết rồi, bà nói là dịch ra tiếng Việt á là ba chị họ Trần. Dạ. Trần Thị Trần kia Trần Văn Luôn. Dạ. Cái Trần Văn Luôn ba chị theo tiếng Việt thôi nhưng dịch, mà thật chắc ba chị là lính đem Mỹ Mỹ đúng không ạ? Ừ, tại dạ. Vì bà thím là bà hỏi bà rành lắm, bà rành má. Nhưng mà khi mà mẹ chị đẻ ra chị rồi thì ba lúc đó còn ở đây không hay ba về nước ta? Vừa đẻ ra là thì ba rút đi về nước năm 69 là ba sanh mẹ sanh chị ra, mẹ chị đau 7 ngày. Mẹ chị có kể lại với bà ngoại á, là má chị kể với bà ngoại là chị đẻ được chị mẹ chị đau bụng 7 ngày. Rồi xong mẹ chị sanh ra, mẹ chị cũng sanh tại ngã ba Xíu Lồ luôn. Dạ, mẹ chị cũng như là ở cái đầu là ngã tư, đầu này cái đường mẹ quẹo xuống là mẹ chị đẻ ngay chỗ ngã ba Xíu Lồ luôn. Dạ. Cái bà Út đó chứng kiến là mẹ chị sanh chị luôn, mở đẻ luôn, giờ bà vẫn còn sống. Dạ. Mà nhưng mà bà không có biết cái gốc gác mẹ ba chị là ai là ai. Dạ. Bà chỉ lợi là bà đỡ đẻ thôi. Nhưng mà chị đã sau này khi mà sống ở địa phương này chị cũng đã từng gặp bà Út rồi. Nè chị đẻ con chị là chị cũng đẻ bà Út luôn. Bởi vì bà Út có nói mày giống má mày, mày đừng có giống má mày. Má mày đau 7 ngày mới đẻ mày, còn mày đau chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà mày rên. Dạ. Bà Út bà chị sanh con gái chị cũng nhà thương thư luôn, cũng sanh bả luôn. Vâng, dạ. Đó là như bà vậy. Bà Út vẫn còn sống. Hồi bà đó bả là bà mụ hả chị? Bà mụ. Dạ, là chính bà mụ ngày xưa đã đẻ đỡ đầu chị từ bào thai của mẹ ra luôn đó hả?
À, đó là cũng là một cái nhân chứng lịch sử. Bả sanh ra xong rồi bả, má chị đau, bả nói bả hồi lúc mà chị đau bụng đẻ đó, chị qua bên bả, bả mới nói là ủa mày đi đâu đây, mày có kiếm được mẹ mày không? Con nói con có kiếm được mà Út ơi, con mẹ con giờ chắc mất tích ha, mẹ con chết hả, đâu giờ biết đâu kiếm. Bả nói hồi đó mẹ mày đẻ tao, tao bụng đẻ bảy, nằm trên nhà tao bảy ngày luôn mới đẻ mày, mày lì lắm. Bác nói vậy mày lì, mày không có ra mà để giờ cái con mày có lì hay mày hay là không. Chị đau, chị sanh, chị đau có bụng có 2 tiếng hồi chị sanh bé chị ra. Dạ vâng. À, thưa chị Vân, thì chị còn nhớ lại ngày xưa khi mà chị còn là tuổi thơ, thì lúc đó là chị đúng nhìn vô là biết là người Lai Mỹ đen liền hả chị? Lúc đó ai cũng chê chị hết trơn, bạn bè. Lúc đó như thế nào chị? Cái tóc thì quăng mà đen lắm, đen thui à. Ai của bạn bè đi học ngoài kia, chị không có bỏ chị mất, chị không có đi học. Tại vì ai cũng kêu hồi xưa mà nói là con Lai này kia á, mình đi ra chúng ta phân biệt. Dạ. Như mấy người mà con ở trắng để chúng ta phân biệt, bạn bè phân biệt. Anh chị giờ tới giờ luôn chị cũng không.